Như mọi người thấy, đây là một chiếc cây Clarinervium của mình, rất là đẹp này. Và đây chiếc cây ở trên avatar của mình á, mọi người nhớ không? Đó. Thì đây là chiếc lá gần như là mới nhất của nó ha, và bị nó cắn một lỗ này. Chiếc lá này rất là to nha mọi người. Đây là một cây Clarilai và bị nó cắn một lỗ này, coi có điên không? Và chưa đâu, cái lá kinh khủng nhất đây. Cái lá bị cắn kinh khủng nhất đây. U là trời, nó cắn nát luôn, nó cắn lủng tùm lum lỗ luôn. Rất là sốc và buồn. Trời ơi, bị nó cắn nét luôn. Con quỷ ốc sên này rất là điên luôn ha. Nó cắn nét luôn này. Đó. Chắc hẳn mọi người chắc chắn không ai xa lạ gì với con ốc sên này rồi đúng không ạ? Thì hầu như trên toàn lãnh thổ Việt Nam hầu như đều có nó. Thì con ốc sên này đặc biệt với những người mà trồng rau á, thì rất là ghét nó và rất là không gì thật xa lạ với nó ha. Con ốc sên này nó sẽ phát triển mạnh nhất vào cái mùa mưa ẩm nhiều ha. Mùa mưa ví dụ như mùa bão Yagi vừa qua á, thì ở vườn mình, trời ơi, mọi người tin không? Đi ra ngoài vườn một phát, nó bò kín luôn, nó bò quá trời luôn. Mình đếm trong vòng khoảng cỡ là 5 mét vuông á, mười mấy con nó bò kín bên dưới luôn ha. Và tự nhiên vào một mùa nắng không thấy nó đâu. Thì đó là một trong những cái đặc điểm vô cùng kỳ lạ của con này. Có nghĩa là khi mọi người không muốn kiếm nó thì nó đầy ra, còn khi mọi người muốn kiếm nó tự nhiên vào mùa khô kiếm không ra đâu. Đó. Và cái con này á, nó sẽ luôn luôn có ở vườn mọi người. Luôn luôn có. Và mùa khô nó núp ở đâu đó, nó ngủ đâu, ngủ nắng, ngủ đâu á, ngủ đâu ở góc nào á, góc nào ẩm ướt, khe nào á. Còn mùa mưa nó sẽ xuất hiện và rất nhiều ha. Thì đối với con này, Huy xử lý bằng cách sau. Cái video này không có quảng cáo cho những cái thuốc Huy nói trong video nha. Mà là Huy cũng không biết cái thuốc gì cụ thể nào đâu. Mà là con này xử lý rất là dễ. Đầu tiên là mọi người ra cái tiệm mà thuốc bảo vệ thực vật á, mọi người mua cái thuốc là thuốc rải ốc, hoặc là mọi người có thể lên sàn sọc bé và mọi người hỏi cái thuốc rải ốc sên, thì nó sẽ ra rất nhiều loại thuốc rải ốc sên cho mọi người. Và thực ra cái thuốc rải ốc sên á, nó không ảnh hưởng gì đến cái việc mà ảnh hưởng sức khỏe con người mình đâu. Nhưng mà tuy nhiên có những cái lưu ý khi mọi người mua thuốc rải ốc sên, bởi vì sao? Cái viên của nó là như là cái viên nhỏ nhỏ vậy này, người ta bán một bịch như vậy này, thì mọi người sẽ rải, bởi vì đặc tính của ốc sên này này, nó bò dưới sàn, thì chắc chắn mọi người rải càng nhiều thì cái xác suất nó bò vào cái viên thuốc á cao, thì khi bò vào viên thuốc thì nó sẽ bị ngộ độc và nó chết ha. Thì mọi người phải lưu ý là nếu như là cái vườn của mọi người mà có con nít, chỗ mọi người sống mà có con nít bò thì không nên rải ở khu vực đấy. Đó. Còn đặc biệt có nhà có chó mèo mà nó hay liếm khu vực đấy cũng phải lưu ý, mọi người tìm hiểu xem cái loại thuốc nào mà nó không ảnh hưởng đến sức khỏe của chó mèo cũng như là động vật gà qué ha, thì mọi người lựa chọn đó. Thì rải thuốc á, thì cầm mọi người lấy bao tay mọi người rải ra thì rất là hiệu quả ha. Và đến bây giờ á thì trong vườn nhà Huy nó đã giảm đến 90% rồi, và Huy để ý luôn là có rất nhiều con ốc sên nó đã nằm im một chỗ dưới cái đống thuốc luôn. Có nghĩa là nó vừa đụng tới thuốc đâu đó khoảng cỡ là đâu đó vài phút đến tiếng là thuốc nó phát huy tác dụng và khiến cho ốc sên bị ngộ độc luôn ha. Thì đó là một trong những cái mà vấn đề giải quyết ốc sên rất là đơn giản, mọi người có thể tham khảo để mà xử lý nó. Đây là một cái kinh nghiệm mà khi mọi người trồng cây bên ngoài vườn á, chắc chắn sẽ cần thiết ha. Còn với anh em mà trồng cây ở chung cư hoặc là trong nhà cũng không sao đâu, không bị ảnh hưởng gì đâu. Và bây giờ Huy sẽ cho mọi người xem những cái con ốc sên mà nó ăn vào mà nó bị ảnh hưởng nha. Mọi người thấy không ạ? Đây là những cái viên thuốc màu xanh xanh này. Đấy, Huy có rải ra này. Đây, thì con ốc sên này ăn vô tèo này. Ốc sên này ăn vô tèo này. Đó, và còn khá nhiều nữa ha. Nhà Huy rất nhiều cây này và ốc sên nó ăn rất là nhiều này. Là mọi người để ý xem nha, ốc sên này. Một con tèo này, hai con tèo này, ba con tèo này. Đó. Mấy con nằm ở đây, bốn con tèo này, nó ngửa trắng bụng lên này, thấy không? Đó, mấy con ở đây rất là nhiều nha, bởi vì ở đám trên này nó ăn cắn cây của Huy rất là nhiều. Đó và cảm ơn mọi người rất nhiều ha. Nếu clip này ý nghĩa thì mọi người có thể là cho Huy một like. Và có thể truy cập vào blog Huy Kiện Lá để xem thêm những bài viết hay về kiện lá của Huy nha. Cảm ơn mọi người nhiều.